Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Hiện tại đang là sáng sớm các bạn ạ. Thì anh trưởng phòng ngày hôm qua có vào thăm trang trại của mình ấy. Sáng nay anh vừa nãy gọi điện cho mình, nói là bây giờ sẽ viết cho anh một cái danh sách. Và người đứng đầu danh sách đấy sẽ là tên của mình, họ tên đầy đủ này. Sau đó là đến danh sách mà tên của các cô, các mẹ, các chị, các em, mà những người mà đã đến trong trang trại của mình làm việc và trực tiếp được cấy lúa cũng như là cắt lúa. Ở đây các bạn xem cái máy bán tốc độ này. Mọi người xem quả máy bán tốc độ bên góc bên phải. Đó, máy bán tốc độ ở bên tay phải màn hình. À, đó, đó các bạn, đó. Bên này bán tốc độ là bán công khai kiểu đấy luôn. Mấy lần như thế rồi các bạn ạ. Đó, bán tốc độ là, ở bên này bán tốc độ là mọi người cứ để máy to đùng với công khai để giữa đường luôn. Không phải giấu giếm gì cả. Đó, cứ bán công khai thì ông nào mà chạy mà không chú ý là lên trên kia là có một tốp các anh công an đang đứng ở trên đấy rồi. Đó, nói lại câu chuyện vừa nãy là anh trưởng phòng gọi điện cho mình, nói là đi viết một cái danh sách. Thì trong đấy có tên của mình sẽ là người đứng đầu, rồi là tên của mọi người ở trong bản. Thì có hai bản là bản Bô Tà này với cả bản Chipipa, là mọi người mà đến làm việc cấy lúa, chăm sóc cũng như là đến khi thu hoạch lúa. Thì sẽ viết một cái danh sách, sau đó được chụp ảnh gửi cho anh đấy. Thì bây giờ tranh thủ buổi sáng mình chạy vào trong trang trại để lấy cái danh sách đấy để chỉnh sửa lại một chút, sau đó thì sẽ chụp ảnh gửi cho anh ấy. Và vừa nãy thì em Victor có gọi cho mình. Đây các bạn mới. Đây. Victor này, em Mavena này mới gọi cho mình cách đây 3 phút. Nói là anh ơi, bây giờ ở trong trang trại tự nhiên có một nhóm rất đông các người dân, rất đông mọi người ở một cái bản mới các bạn nhé. Ở một cái bản mới. Cũng là nằm trên cái trục đường này thôi. Đó, mọi người đến trong farm ấy, ngồi chờ mình ở trong đấy. Không biết là đến để muốn nhờ mình giúp đỡ cái gì. Thì nhân thể ở đây thì mình cũng chạy vào đấy để gặp mọi người, để nói chuyện xem là tình hình là mọi người đến đấy đến xem có việc gì. Victor điện nói là rất đông rồi. Đó. Đây các bạn, chỗ này là phía trước mặt đây là mấy anh công an này, máy bán tốc độ thì để ở trên kia. Đó, hôm nay là các anh sẽ ở đây. Mình thì là xe quen rồi. Đó, bật đèn xin nghĩa là các anh biết nó. Thôi đừng xếp, đừng có vậy làm gì cả. Đó, chào, ok, break. Anh em mình là quen, là ngày nào cũng đi qua đây rồi các anh làm bán tốc độ với cả là kiểm tra hành chính suốt, nên là cứ thấy xe mình đi qua là thường là mình hay bật cái đèn xin nhường đường này. Đó, thì cứ bật lên cái là các anh vẫy cho đi qua luôn, chứ kiểu như là quen rồi, giấy tờ đầy đủ, với cả là trưởng công an huyện đến nhà anh em mình chơi suốt nên các anh cũng biết, cũng không gây khó khăn bao giờ cả. Ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong farm. Một lát nữa có như thế nào thì mình, ôi trời, xe này lại hỏng à. Như thế nào thì mình sẽ tiếp tục quay lại cho mọi người cùng xem. Mấy cái chỗ này lửa nó cháy hết rồi. Cháy hết cả đường vào này. Ở phía bên tay phải này, cái khu vực này. Khu vực này là bắt đầu từ cổng này vào này. Đó, bắt đầu từ cái rãnh đường trắng trắng nhỏ nhỏ này xuống về bên này. Về bên phía bên này đó. Kế hoạch của mình sẽ là kế hoạch của mình sẽ để cây lúa này. Thì mà khi sổ nụn cái nụ cạn là ATA thì nó rồi đó. Khu vực này mình sẽ để kế hoạch để cây lúa, để đắp nói chung là làm bờ, làm cõi các thứ. Kiprochimuso nó phải manusel để đắp bờ, để cây lúa các bạn. Vào cái này chỉ triển khai vào mùa mưa thôi. Như hiện tại mùa này thì cũng không làm được các bạn. Mùa này thì thời tiết nó lạnh, hanh khô các thứ cũng khó làm. Đâu? Anh nói là có nhiều người lắm mà sao đâu làm gì có ai. Ở đây có mấy một nhóm người này. Nó có cả trẻ con này. Không biết đến làm gì không biết.
Bon dia, bon dia. Si. Yeah, passe bien, bye. Si. Un momento. Và đây hỏi mấy anh em trước đã xem tình hình thế nào đã. Bon dia, bon dia. Uầy, bé tu tan đi. Bé tu. À đây, chỗ này để làm chỗ làm bếp nấu ăn các bạn. Đó, chỗ này đang làm bếp nấu ăn. Đúng rồi. Mete sesh. Sei pilati. Aquí no 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 porta. No, porta aquí. No, la porta tiene que ser la. Ah, ese lado. Pa venta. Ah, okay. Metri. Agora se me tocar para transportar o adobe. Não vende na jambeira. Creve bem, né? Các bạn, đây sẽ là danh sách mấy anh em đang viết tên. Đang viết tên mọi người đây. Esse de qual é o dia? Bot típico. A bota já tá. Não, espera. Deixa ali. Đi đi đi. Đâu? Tudo aqui. Aqui já está. Sim, sim. Aqui. Vem para aí. Vamos, entra aqui. Esse de onde? Esse também é de fibra. Bota a começar aqui. Aqui botar tal gata né? Não, só que naquele dia porque eles saberam, a gente estava mista, agora estamos separados. Ah. Sim. Ver. Đó, bây giờ phải chụp ảnh để gửi cho anh ấy. Một moment. Này các bạn, danh sách mình vừa mới chụp gửi xong hết rồi. Mấy anh em đang viết lại nắn nót để chỉnh sửa cho nó ngon lành cành đào đi. Xong rồi vừa anh có gọi điện cho mình luôn các bạn. Đây. Cũng mới gọi cho mình xong. Đó. Mới gọi cho mình được lúc 9:14. Đó, này giờ 20. 6 phút rồi, anh nói là đến thứ hai này. Thứ hai thì là ngài bộ trưởng sẽ đến đây, rồi là không phải là đến chỗ trang trại của mình đâu. Đến cái trang trại của người bồ kia kìa, thì có nghĩa là đến đây thăm xong rồi sẽ ăn trưa ở đấy. Ăn trưa ở đấy thì anh nói là muốn mình đưa cho anh mấy cân gạo. Ngày hôm đấy tất nhiên là mình sẽ có mặt đấy rồi. Thì đưa cho anh em mấy cân gạo để sẽ nấu cơm cho ngài bộ trưởng ăn bằng gạo của mình trồng cấy ra ở trong trang trại này đó. Thì sau khi mà ăn trưa xong các thứ xong thì sẽ buổi chiều sẽ đoàn sẽ về qua đây thăm trong cái khu vực mà trang trại đây và đã trồng ra lúa mà mời ngài bộ trưởng ăn đó. Thì anh nói là sẽ dùng cái gạo ở Bai Lun Đù này tự trồng tự cấy ra được để ăn chứ không phải đi mua gạo ở ngoài nữa. Sabe? Ministro, vamos comer nosso arroz. Tá bom. Tá no Luville. Vou levar tudo, vai lá. Sim. Pra assistir aí também. Okay. E detalhe, vai voltar aqui. Sim.
Para visitar aqui no nosso arroz. Tá bom, tá bom. Uhum. Đó. Kế hoạch là sẽ như thế các bạn ạ. Ngày buổi chiều này, một lát nữa thì anh ấy sẽ đến đây rồi là buổi chiều về thì mình sẽ lấy gạo để lấy một chút gạo ra để đưa cho anh ấy khoảng tầm độ mấy cân ấy. Mấy cân gạo thì sẽ mang về. Bây giờ một lát nữa mình sẽ hỏi anh ấy xem là bây giờ là sẽ cho anh ấy cho ngài bộ trưởng ăn bằng cái gạo của người Việt Nam hay là ăn bằng cái gạo Khang Dân này, bởi vì mọi người biết là cái gạo Khang Dân này thì nó sẽ hơi cứng một chút. Đó, còn nếu mà ăn bằng cái gạo mà ví dụ như anh em mình gạo mà anh em mình thường xuyên sử dụng ăn ấy thì là nó là gạo kiểu dạng gạo ST25 mà từ Việt Nam gửi sang đây ấy, thì cái gạo đấy ăn nó khác. Nếu như mà anh muốn cái gạo ST25 đấy thì mình sẽ phải là người trực tiếp nấu. Chứ người dân ở bên này sẽ không nấu được cái gạo ST25 gạo thơm các bạn, bởi vì là ở bên này thì toàn bộ người dân là nấu cái gạo nó cứng. Rồi là nấu cơm nước xong thì là hạt gạo nào nó ra hạt đấy, chứ nó không dính vào nhau, nó không dẻo các bạn. Đây mấy anh em đang xây cái bếp, dựng cột lên để lợp mái làm cái bếp nấu ăn cho nó. Nấu ăn khu vực này bên cạnh nhà ở. Còn chỗ này các bạn nhé. Chỗ này hôm trước là lấy đất ở đây để cho vào trong nền nhà này. Thì nhân tiện đây thì mình chỗ này sẽ để đào một cái giếng đây luôn này. Đất đào được giếng lên thì sẽ san lấp lại vào những cái lỗ này và cái hố này. Thì để nói chung là để lấy nước nấu ăn ở khu vực này luôn. Từ đây, chỗ này là sân giếng này. Ta về Victor. Aquí cachimba. Senta aquí lava. Cocina aquí limba todo aquí. Entra la cocina. Até aquí esse lado onde tem chapa, eu quero meter um jangu também aí para o povo comer. Daquele depois vamos tirar. Vai virar aqui. Ou vamos deixar lá? Tá bom, não tem problema. Aqui meteu capoeira de pato, galinha. Assim tá bom. Bây giờ sẽ di chuyển sang bên này các bạn xem mọi người hôm nay đến đây có việc gì. Hôm nay đông mọi người đến lắm, nhưng mà vừa nãy mình còn nói là mình có chào hỏi mọi người rồi và nói các bác các cô chờ một tí để vào đây làm cái việc quan trọng trước đã, còn người dân gặp thì bây giờ sẽ quay ra để gặp mọi người nói chuyện. Sim, pai. Pode falar. Quem chova aqui? Sobe o catequista. Sim. Já, nós queremos construir a igreja. Já. O mês de fevereiro já tivemos vindo daqui. Já. Mãe. Só isso. Sim, pai. Assim é, agora fica como? Assim. Você sabe do que? De Carique. Carique. Carique onde? É nesse lado aí. Então depois da bota. Tá bem. Aí tem duas aldeias. Essa aldeia é o pé da estrada. Não. Aquele não. Lá uma coisa. É lá é na frente. Ali tem um indivíduo que vai embaixo. Sim. Passa um bocado segundo. Então, sobe mais um bocadinho. Lá tem um indivíduo. Então desce. Então, sai daqui e vai para lá é muito longe. Não. Mas muito distante, não. Assim mesmo o carro, é só mesmo entrar da estrada, depois já vai ver numa tabela, tem três. Aí já é onde tem desvio que descaiu até lá embaixo. Ah, ok. Sim.
Qual é a igreja, pai? Católica. Agora vai lá ajudar como? Ajudar a construir ou como? Lá já tem que? Já tem igreja? A igreja já partiu. Está arriscado. Então só agora só que só pode que rebocar ou faz outra coisa para ficar bonito já, não precisa. Queremos mesmo para construir de novo. De novo. Porque que está lá está rachado. Sim. Ah. E também é pequeno. Queremos a igreja grande. Ok, agora como vai? Se eu vai lá para ver lá no treino ou no igreja ficar como depois, você vem aqui ajudar ao trabalho ou como? Sim, nós queremos mesmo entrar no campo para ajudar o trabalho. Sim. Ah, conforme a pessoa lá na bota, né? É. Ah, ok. Só que nós já iniciamos mesmo de alicerce, construir, chapa, tudo, porta. Agora nós só vamos mesmo depender no campo, começar a trabalhar até quando nós terminar com os trabalhos. Exato. Sim. Ok, é assim, pai. Espera, hoje é sábado, né? Sábado. Amanhã não, depois amanhã não. Terça-feira eu fui Luanda, quarta, quinta, quinta, sexta. Vou ir lá sábado, próximo sábado. Vamos estar junto lá. Sim, sim. Tá bem. Próximo sábado de manhã eu venho aqui levar meu homem e ir lá ver. E como? Depois vamos conversar bem no vosso dia. Ficar lá mesmo. Tá bem. Sim. E para também ficar bem. Acompanhar o chefe, o moço que vinha, né? Já sim, sim, é, sim, sim. Já está sabendo perguntar, ele curvou. Exato. Ok. Sim, não tem problema, vai. Aqui tem homem que já conhece bem lá. Então, sábado, próximo sábado, vou ir lá. Tá bem. Para conversar bem com catequista, com soba e com o povo também. Sim. Já está também, tem já o geral, justamente. Sim, tá bom, pai. Agora é assim, amanhã eu tá culpado. Segunda-feira também culpado. Terça-feira eu vou Luana. Só voltar sexta-feira. Então sexta-feira eu tá aqui e de manhã sábado vou entrar lá. Para ver lá como, depois vamos falar bem. Tá vendo, né? Sim. Obrigado, pai. Obrigado. Sim, sim. Ó, các bạn, mọi người ở trong một cái bản cách đây một bản nữa. Đó, không phải là bạn ở ngoài đường nhựa này đâu, sẽ rẽ vào trong sâu một chút nữa. Đó mọi người, các bác, các cô đến đây nói với mình là muốn mình... Đây cũng chỉ là vấn đề về nhà thờ thôi các bạn. Đó. Mọi người nói là bây giờ cái nhà thờ đấy là nó bị xuống cấp rồi. Rồi là nó bị hỏng hóc nhiều thứ rồi. Đó mọi người muốn đến đây không phải là đến xin không các bạn. Đó, các bà, các mẹ, các cô nói là... Bây giờ muốn đến đây như kiểu đổi công thì tức là sẽ bắt đầu đến cái trang trại của mình nên làm những cái việc gì mà mình muốn mọi người làm thì mình mọi người sẽ làm sau đó thì mình sẽ quy ra công để vào đấy để giúp mọi người sửa chữa cái nhà thờ đấy thì mọi người sẽ đến đây để làm cái khu vực này đó. Rất là may mắn là bây giờ cái khu vực này từ chỗ đất trắng này là chưa bị cháy. Mà chỗ đất đen này là chỗ bị cháy này. Đến tận xuống phía dưới cái đằng cây khô kia. Đó. Mình đang cần một lượng lớn nhân công để đi đắp bờ. Đắp bờ ở đây các bạn. Đắp bờ để chạy dọc theo cái hàng mía này. Đó thì cứ đắp bờ cái này thì mọi người biết rồi. Là cái chiều này nó rất là dài. Cái chiều đất này nó dài lắm, chắc phải tầm 6-70 mét. Có khi còn hơn. Chỗ này phải cả 100 mét đây các bạn. Ví dụ cái này. Từ đây mà đến cái cây khô kia. Đó. Có khi phải đến cả 100 mét. Thì mà cái là Abruzzo. Đó các bạn, nó có khi nó phải đến cả 100 mét. Nó rất là dài. Đó. Mà nếu mà đưa mọi người đến đây đắp bờ thì cũng tốt. Bây giờ đắp trước đi.
chuẩn bị hết đường đường đất đi. Bởi vì cái bờ này đắp thì nó sẽ rất là lâu các bạn, lâu. Rồi là phải san. Đó. Thế nếu như mà bây giờ mà chuẩn bị mà làm được từ bây giờ tháng 7 này, gọi là làm đến hết tháng 7 sang đến tháng 8. Sang đến tháng 8 mà xong thì là tầm khoảng độ cuối tháng 8 thì sẽ đi gieo mạ. Cuối tháng 8 gieo mạ thì tầm giữa tháng 9 là cấy. Giữa tháng 9 cấy, cấy xong khoảng độ 1 tuần là bắt đầu gặp vào mưa. Là đúng đẹp luôn. Bạn nếu mà mùa mưa là chuẩn và sẽ là như thế. Thì cái thời gian chuẩn bị đất này nó mất rất nhiều thời gian, các như mọi người biết rồi. Cái đất mà đi khai hoang vỡ hóa này nó mất rất nhiều thời gian để làm đất. Và bên này là không có máy móc giống như ở Việt Nam mình, mà chủ yếu là phải dùng đến sức người, toàn bộ là phải dùng bằng cuốc. Đó, cuốc thôi mới xẻng rồi. Và bây giờ mọi người muốn đến đây đổi công cho mình thì là bây giờ ví dụ mà cứ mỗi ngày 5-70 người, mỗi ngày 5-70 người đến làm thì đắp xong cái khu vực này từ đây xuống dưới này thì cũng chắc phải mất cả tháng, hết tháng 7 các bạn. Hết tháng 7 mà mỗi ngày 50 người mà nhân thì 30 là 1.500 công. 1.500 công các bạn. Đúng nhỉ? 50 nhân với 1 tháng à. Một ngày là 50 công, tính một ngày là 50 công đi. 30 ngày là 1.500 công. 1.500 công mà bây giờ ví dụ như tính ra cái công ở Việt Nam mình cứ gọi là cái số tiền trả tiền công cho mọi người đấy các bạn, quy ra thành tiền để mua xi măng rồi là mua tôn chát chít nhà thờ, ok mình cảm thấy nó hợp lý, nhưng mà để phải xem xét thế nào đã, để xem xét thế nào đã. Vài ngày nữa thì hôm nay mình bận rồi, ngày mai chủ nhật mình cũng bận rồi, thứ hai mình cũng bận rồi các bạn đó, không vào được, thì mình có hẹn mọi người là để mấy hôm nữa mình sẽ trực tiếp vào trong cái nhà thờ đấy để mình xem xét cụ thể tình hình nó như thế nào đã. Rồi có gì mình sẽ thông báo với mọi người sau. Đó. Lúa này bạn này, mọi người. Đây. Lúa đẹp này. Ok rồi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ ở đây để chờ cái anh quản lý. À, chờ anh tổ trưởng. Anh ấy đến, anh trưởng phòng ấy, chờ anh trưởng phòng anh đến xem tình hình như thế nào, rồi có gì mà một lát nữa mình lại tiếp tục quay lại cho mọi người cùng xem.